Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chiếc xe mình cũng bà không có vụ té bà không thì mình cũng sửa lại xong rồi các bạn. Giò mà thì cũng lành rồi nha, đó. Xe thì mình cũng sửa hoàn thiện lại hết rồi nè. Để mình sửa gì thì mình sẽ nêu trong chi tiết trong đây cho bạn nghe nha. Trước tiên là mình thay nguyên một cái bộ phuộc trước luôn. Đây, một cây phuộc trước. Lên mình thay một cặp tim mới luôn, nó bị cong hết nguyên cái bộ trên xuống luôn. Cong nguyên bộ ở trên, ngoài chỗ này mình thay hai cái cặp ti nè, màu đỏ nè. Hai cặp tay cầm màu đỏ. Bỏ mày chỗ này nó cong, bây giờ nó vẫn còn cong nè. Cong dưới chỗ này nó mới hơi bị hở rồi nha. Để một hai ngày mình sẽ chỉnh lại cái này nha. Các bạn thấy nó bị hở cái cao su nè, cái cục cao su gòn nè. Đó. Chỗ này thì bà không có lúc trước miếng mốp nữa, nhưng mà mình chưa có gắn cái miếng mốp vô đây. Để cho nó kêu bằng nó chống nước trong cục bo, bạn không có vô nước trong cục bo nha. Đây bánh sau của mình nè. Bánh sau của mình thì nó bị nó quanh nhưng mà nó quanh một phần ít thôi, nó không có đáng kể nha. Có bánh trước là nó bị quanh rất là nhiều luôn. Nó quanh nữa mà chạy các bạn, chạy mà nó giống như con rắn liêu điêu sao, nó chạy nó y chang, nó cà lắc. Đặc biệt là cái cặp ti này các bạn. Cái cặp ti này á, mình thay lại á, là hình như nó ngắn hơn cái cặp ti trước nè, nên mình ngồi cái lưng nó hơi bị khom nha. Đây còn cái bội nè. Bội này mình đi lại một cái bội mới luôn. Đó, thay một cái bội mới. Dè mới luôn nha, cái dè bữa hổm chạy sức dè luôn. Cái dè là không phải mà cái lúc mà bị rớt rồi nó mới sức nha. Nhưng mà cái lúc mà dè mình chạy vài ngày xong, mình sửa xong mình chạy mới sức. Mình sức nguyên cái này ra nên mình sửa không được nên mình phải thay nha. Mâm trước này thì không sao, còn cứu chữa là được nha. Mình tưởng là đi luôn cái nguyên cái mâm trước rồi. Mâm trước tưởng là hư rồi, nhưng mà không có hư. Đây các bạn coi cái phần này mình hạ lên hơi cao nè. Lặn cho cái tay cầm của mình á, cho nó cao lên được tí xíu nha. Tại cái lúc mà mình, nếu mà mình không có đưa cái ti này lên á, không nâng lên á, thì nó sẽ gắt hấp các bạn, ngồi sẽ bị gắt đau lưng nha. Gắt đau lưng bà nó bị cong á. Đây là đạn ốc nè, mình thay này mới hết nè. Chén cổ cái này nè, chén cổ ở đây và trong đây mình thay chén cổ mới luôn nè. Làm gì cho nó hả? Xuống đây chơi. Còn tay hắn thì mình bị gãy luôn bạn, thay một cặp tay hắn mới nè. Chi phí mình sửa lại hết chiếc xe này của mình luôn á là tầm khoảng cỡ 1,4 triệu mấy ngàn, 1,5 triệu nha. Là chi phí sửa hết chiếc xe mình luôn á. Đây cái này thì mình cũng mới sơn sơ lại. Đây là cái yên. Cái yên này mình lợp và mình thay miếng cây luôn. Miếng cây bỏm thì các bạn thấy nó cũng bị gãy hết rồi. Gãy miếng cây luôn. Về thì còn chế cái nào chế được tận dụng thì được, mình tận dụng lại này nha, cái này chế lại. Cái này nó bị cong rồi mình bẻ qua được. Đó, phục bên này còn nguyên. Nếu mà không nhờ cái cây này các bạn, chiếc cây này với cây này, bốn cây này á là chiếc xe mình nó còn chạy dữ hơn các bạn, có thể là sức bình chăn bình luôn á. Hôm nay thì cũng có nhiều anh em kêu mình quay lại cái xe của mình sửa sao rồi đặng mình đăng lên cho anh em xem. Thì hôm nay mình cũng bữa nay sửa xong rồi nè, mình cũng quay lại cho anh em xem. Cái bội này thì để hôm nay mình nêu cái bội này, tại sao mà các bạn nói mình không tháo cái bội mà gắn cái bội nè. Nếu mà tháo cái bội thì nó vẫn đẹp rồi đó. Cái bội này gắn các bạn, cái lúc mà mình chạy mình gặp công an các bạn. Công an cái bội rất hữu dụng nha. Mình gặp công an á, cái mình để một cây nước suối hay là mình để cái áo trong đây bạn, mình chạy công an người ta không có để ý nha, người ta không có bắt mình, không có bắt mình nha. Mình không biết sao, không biết lý do làm sao, nhưng mà người ta nói chung là không có bắt. Đó. Bánh xe đồ này nọ thì nó cũng không có hư hao gì hết, lỗi nó còn yên nguyên hết. Nó chỉ mình sửa cái này thì nó cũng bị cong luôn các bạn. Cái sườn này từ bên đây qua nó bị cong luôn nè. Nhúng hồi rớt cái xong cái này nha, không kéo đâu nha. Cái khung bình này thì nó cong mới bẻ lại luôn nè. Thấy thỉnh ra không? Có nhà. Chỗ này thì nó cũng cong nè, chỗ này thì cong nhiều nè. Chỗ này bị cả cái lúc mà mới bị té là chỗ này nó sập xuống luôn các bạn, nó sập xuống đây nè. Còn bên đó sập xuống luôn. Sập hết xuống. Đó. Mình cứ quay sơ sơ cho các bạn xem mà.
mình cũng xin được kết thúc clip này nha các bạn. Các bạn thấy video mình hay, các bạn nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn.